xin chào cả nhà. Xin chào cả nhà. Cha thấy nước nổi nổi cái cha có đi căng mấy tay lưới và chiều nay mấy cha con mình đi thăm. Rồi giờ mời cả nhà đi thăm lưới nha. Rồi mời cả nhà đi chung luôn ha. Lát mình rút á. Lát về rút này ra rồi ra. Mới xuống là thấy ngon lành rồi đó. Ngon lành ha. Ờ, cá cũng trọng trọng không chứ đâu có nhỏ đâu. Trọng hơn hôm trước mình dân. Đây cá bự con đỡ ngược luôn á. Dân ngang gì thì hơi bị gác một chút đỉnh nha. Ê, cha đi sao cho rủ cho. Rủ cũng sơ sơ được cho lắm. mình căng vậy nè, mình căng ngang rồi gió từ trên nó tạt xuống bởi gốc gà nó dính. Dân sớm gì đó. Ủa cái này con nhớ sớm của mấy bữa mà kỹ ta. Ôi, nó lên hoài luôn con, di động sóng gió di động á. Người gỡ người vũ gì nhanh ha chứ hơi lâu lắm ạ. Ba tay này chắc cũng trăm mấy 200 thước đúng không? Phải chắc 200 mấy thước quá. 200 mấy chục thước á. 216 này mình thăm 200 mấy chục thước không biết bằng được chú Út đi không ta. Chắc ăn là nhiều hơn rồi. Giỡn gì thấy cá nhóc chưa. Chai ra tay mà. Không hổng là mấy chú cháu mình văng mà nhưng mà cái gốc gạ người ta chưa có xới lên đó. Này ta xới lên là thấy nước quá trời, với mỗi ngày mưa bão nước cũng lên nữa. Cá lóc hả? Trời ơi, phải thăm sớm được rồi nó chết không? Mới chết luôn. Đây nha. Con nó muốn chiên á. Cá món liền hả? À, thường thường thì ở dưới quê, ở vùng nông thôn thì cứ giăng lưới mà con cá nào nó chết á, mình muốn chiên. Con nào sống thì nó canh. Cha mới. Này hai đứa mình đi là biết nào ăn gỡ gác nữa ha. Có cha đi chung. Hai tay lưới nhỏ thì nó 160 thước rồi. Với cái tay dài này cũng trăm mấy thước đâu không? 120 nó như là 280 thước. Ồ. Làm như ngoài này ít gác lại nè cha. Ở trong bờ gác quá. Cha quá rồi cột lại. Buồn chó đá dò. Cha đang thắt dây nịch vô anh. Chừng nào ngọc thở thì la lên. Cha siết quá như siết eo hết. Ngoài này đỡ gác hơn chút. Ít gác thì ít cá thôi vậy trời. Hồi nãy giờ cũng bao con cá lóc rồi đó quên. Con cá lóc rồi đó hả? Dạ. Mà đã bị ngọt rồi. Muối chiên. Cái ông mới chưa hết tay mà nhiêu đây rồi. Chưa hết tay mà được nhiêu rồi. Được dĩa cá chiên. Ngon á. Trời cá lóc dữ trời. Này mà tính ra cá lóc này mà tính ra mà nó sống hay là biết nhiêu luôn trời. Chết. Tiếc cái là nó chết mà chỉ làm muối chiên được đâu. Sả chiên được quá ăn ngon. Đâu coi, anh coi cái ngực trôi à. 1, 2, 3, 4 cá lóc rồi nè. 4 cá lóc rồi nè cả nhà, cá lóc cứng cứng. 4 cá lóc đó hai chồng là muối chiên ăn đúng rồi. Nhỏ mà sống thì cũng ngon nữa. Ok. Wow, con cá rô đây nè. Ồ, cá rô nhỏ. Nhỏ nha. Nó xèo luôn á.
một tay nè, hết nè. Một tay là được bao nhiêu đây? Em thấy là đà, là trúng hơn cái bữa hổm rồi đúng không? Cái tay này là cái tay 80 thước. À. Tiếp tục là tay nhỏ 80 thước nữa, tay bự chai văn đồng. Hai con, ba con nè. Ồ, đây hai con nè, dưới đây con đó là ba con nè. Thường thường đầu lưới dính nhiều anh luôn ha. Ít bữa chắc cắt cứ lưới cục lại đặng vô đầu lưới, đầu lưới không? Đầu lưới không? Cắt cục lại không dính con nào hết. Dạ. Chiều nay mấy cha con mình cảnh cảnh đi chung gì nè nó nhanh. Chứ mình vừa gỡ cá mà vừa phải gỡ gác lâu lắm. Em nói chiều nay tính em nói là chiều nay gió đông về. Mới đây. Với lại bác Tư nói con cá mùa này á nó mềm xèo, nó non, yêu cầu vết chút xíu mới là nó mềm ra. Chùm ha. Như cái đường cá đi á bạn. Theo mình nghĩ gì á. Đây con cá chốt. Con đảo còn sống cái nó xanh dần à, xanh éo à. Nhìn nó ngon. Cái vàng này bạn. Cái vàng này chính hiệu nè. Chính hiệu. Được. Để ngắn nó luôn. Để nó cứ mần để tủ lạnh đi, cái đem vô muối chiên. Cái nào đó nó cứ chạy cho nó tìm ra muối chiên. Trời chuyển mưa này, anh nghĩ là tối nay mà có đám mưa mai gỡ mới tập được. Vậy ha. Tối nào mai cũng ngủ cha đi chứ. Đi, đi một mình mà. Dạ có đường ít dính. Ê, cha thì cha dân. Xong cha gỡ gác cho mình đi thăm có thấy có. Coi chừng hơi mình đây lo thăm cha đi vô mình không hay nha bạn. Kêu bạn nó hất tay trên hả? Cha này nó hất tay trên của mình. Cái này là cha tự động buộc dây cho con kêu con thăm đó. Có dính nữa đó. Chỗ nào gác nhiều là nó dính à. Sống hên không? Sống nè. Ồ. Con nào sống cái nó xanh dần lên nhìn đã lắm. Sống nữa nè. Tháng này mà về miền Tây có bà con ha, có bà con chú bác gì đó mà ở miền Tây cái đi về thăm quê ha, là được ăn cá đồng không à, được trải cá đồng không à. Chứ đâu còn gì khác nữa anh con. Đâu đâu mới dính không nè bạn.
này bán kết thúc nè. Hai tay này có một hai tay nhỏ, một tay 80 thước là 160 thước. 80 75 đến 80 thước. Rồi bán tay lưới để cho cha luôn. Đây là tay lưới ba màng để anh mua hả? Mới vô sao làm xôm lắm nghe. Lưới này 4 phân, ba màng này anh mua 4 phân. 4 phân là dính cá ngon nè, cá mực bự. Cũng có đâu cha, cá bự dính luôn. Ồ. Kìa. Cá ngon ha, ngon. Cá ngon hơn cái tay lưới kia. Tay lưới kia có 3 phần rưỡi à. Mình xây cái cọng dây nịch cho cái đầu dây nịch qua bên đây nè. Cái đầu dây nịch mới chịu. Nhiều ba ống con bự bự hả? Dạ. Thứ ba màng này chắc khó gỡ hơn. Mà nó dính nó khó xảy. Hai màng cưa rồi, một màng cuốn. Màng cuốn phân ở trong đó cha. Này mày căng vô tới trong bờ luôn hả cha? Gần tới à, tới chỗ này. Rồi được khúc đầu không? Chắc đốt lưới nữa quá. Ồ kìa. Ông cá ngon hơn trời. Cá bự bự không à? Trọng trọng hơn. Tưởng là ví dụ một cái 4 phân, một cái 5 phân rồi một cái bằng kia đó chứ ai rồi. Cha tính ba màng là ba cỡ khác nhau hả cha? Hai cái lớp ở ngoài bự. Đó là trời là con lỡ những cái cá bự. Dạ. Cả hai mà kiếm dẫn dính luôn đó. Nè, cá lóc nè. Cá lóc. Không biết đủ ăn đủ làm sao chứ thấy nãy giờ 5 cá lóc là đủ muối chiên rồi đó. Đủ muối chiên rồi. Mê luôn. Vậy dính cá cũng không khó gì quá đâu. Dễ gỡ mà. Dạ. Tay này hình như có vẻ như là nó dính rác ít nè. Ở trên gió ít rác không? Dạ. Khi dính gió rác nó là dưới đây nè, sống nó nước trời xuống dưới đó. U cá bự nữa kìa. Rồi được, cái này đem lên ruộng văng được. Thôi chú Út nói điện ra video cho chú Út mình coi. Quá cá rồi Út ơi. Út khoái đi gì lắm nè. Cái ngon ha. Kìa. Ba phân rưỡi thì cá bự ít dính hả cha? Dạ. Dễ xảy hơn. Kìa ba. Đây nè, hai con nữa nè. Ủa cái tay này ngon lạnh luôn á. Dính đều hơn á. Văn cá gươm tôm tích hết cha. Văn theo đây. Dạ. Có hai một chiếc da vậy không? Vậy có lý anh Quân ha. Tay 3 phần rưỡi nó cá nó hơi nhỏ, mình cắt ra. Mình căng lúc mà lúa nó dậm á. Hình như cá bự đây nè. Ồ, đúng vậy. Ồ. Hai con. Mập mạp. Ừ.
hay mà chụp hình cho Út, gửi cho Út quân mình bảy chân nè. Xinh lè xinh lét hết trơn. Đi thăm lưới dốt quá mà dính cá nhiều vui lắm. Ui 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 ui. Có con la mà tới mình tính đâu là gì dữ lắm rồi đó. Ồ cá nữa rồi. Út nhìn nè, nhìn nè, Út làm nhìn nè, hồi giỏi lên. Mấy cái gâu cái miệng đó cắn đầu lắm á, cái gô nè. Cái đầu miệng đó đó. Làm anh không ơi. Xin lè xin lét luôn á. Ủa đây nữa nè. Ở gì hả? Đây có nữa. Ở dưới cái đáy mình không thấy. Hiệu quả hơn, tại lưới ba màng hiệu quả hơn. Vậy ha. Dễ gỡ không? Dạ dễ gỡ hơn nữa cha, nó bự á. Ra đâu đứt lưới đâu. Còn mà tay lưới nhỏ mà chín cá bự đặc, gỡ cỡ nào cũng đứt. Cái tay lưới nhỏ mà bữa hổm mình được thăm, cái nó dính vô mà cá bự á, nó cuốn quá trời cuốn. Hồng bữa nay thấy ham thiệt, tay lưới cá này em nhìn. Sống không anh Quân ha? Sống. Cái tay lưới này nãy giờ là thăm mà cá sống không có cá chết. Phái mà gỡ con cá gì quá. Chắc tay ha. Đâu coi. Tối trời đó. Tối trời. Giờ này chắc là 5 giờ rưỡi. Hồi nãy hai đứa nó thôi cha ở nhà đi, sẵn mình ướt cái hai đứa đi. Phải hai đứa đi giờ này hai tay kia chưa xong nữa. Lâu lắm tại vì cái gỡ cũng nhanh mà cái gỡ gác á. Dạ, cái này mình gỡ gác không kỹ á, ngày mai ít chín lắm. Nhìn cá này ngon ngon không à? Đã quá, chưa nghe chưa hạ xuống nha. Ôi con cá này nè. Ôi, xinh dần xinh ẻo à. Trúng mánh, hên quá không có Út đi. Dạ. Có Út đi không xui lắm, không dính gì. Nói gì vậy, cắt anh chết khúc này giùm anh nghe. Không, em vẫn cắt khúc này mà để lên khúc đầu. Út vô bấm vô là thấy liền luôn. Kè, có kè dính liên tục chỉ mấy ham chứ. Ừ. Sáng mai rồi, tối nay mưa cái nữa là sáng mai mỗi tay luôn, cả mỗi tay luôn. Sáng mai em đi nữa không? Đi. Đi chung ha. Sáng mai nghỉ quay phim này, đem theo cái like cao. Ồ, một cái lóc liệt. Ê, sao nó nhúc vậy trời? Sao nó nhúc? Nó nhúc, không? Tại vì, ồ nhúc nhúc thiệt con ơi nha, sống nha. Ờ, nhìn cái màu nó tái tái tính nó chết mà không có chết đâu đó. Nói đi anh chuẩn bị sao thì gỡ sảy đúng không? Mở nó trước, mở nó vô trước đi, con cua tính sao đi. Tính sao? Còn sống. Ôi ôi, ba con cá này ngon. Đây một con nè, hai con nè, ba con nè. Anh gỡ cao lên là còn nữa không? Bốn con với đàn con nè, bốn con. Gỡ gì á, không thấy mệt. Đi có cá gì nè, mình đi ít mệt lắm. Đi 3 giờ có 1 con cũng được ha. Nhanh sao nè. Thôi về đốt mấy tay lưới nhỏ bỏ. Để lưới ba màng lại. Nghĩ đốt lưới ba màng hả? Hôm bữa đi văn dốc nó đốt lưới bỏ quên đó. Uổng không uổng lắm đừng đốt bỏ. Út là mình nói sao là Út tính thiệt không mà Út không ngờ là hai đứa mình có cái tính hay nói dốc chứ hay nói giỡn. Mình nói giỡn chứ không phải là mình nói dốc. Kìa, thấy không? Lửa thao rồi. Đi đừng có đá. Đừng có đá cái gốc giò vô cái thao. Đi sao? Đá gốc giò vô cái thao lật Út à.
trồng hết luôn ha. Rồi khoe với cả nhà, nãy giờ quý cha thấy chưa? Nhiều hết cha. Cá ngon. Cũng nửa thao quá chứ bộ. Cá quá trời ngon luôn. Rồi bây giờ mình sẽ vô hẹn cả nhà sáng mai. Gặp cả nhà sáng mai nha. Nãy giờ đi thăm lưới à, nói xấu Út quá trời luôn. Không không Út cá quá trời. Ông hẹn 6 giờ nha đi. Ông Út hẹn 6 giờ nhà đi chính xác không? Thấy sao? Thấy Út ok ok. Mấy con chuột. Mấy con chuột còn gọng lại làm clip không? Còn gọng lại đợi Út về. Rồi hẹn 6 giờ kém 15 hả? Dạ. Rồi mình hẹn cả nhà sáng mai xử với cá này rồi. Với thăm với cá mới. Tí về sinh nhật Út nhận. Rồi. Nổi lắm đấy.